Xin chào các em. Trong video ngày hôm nay thì thầy giới thiệu chúng ta cái phần tính thể tích khối chóp trong cái chương mà thể tích khối đa diện của chương 1 hình học lớp 12. Thì video ngày hôm nay thì thầy giới thiệu chúng ta bài toán 1 là tính thể tích khối chóp mà có cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Thì cái dạng bài toán này chúng ta sẽ có bốn dạng toán. Bốn dạng liên quan đến cái bài toán thể tích của chóp mà có cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Thì hôm nay video này thì giới thiệu dạng 1, cái dạng cơ bản nhất và đơn giản nhất trong các dạng toán của chúng ta. Đó là biết chiều cao của hình chóp và cái đặc điểm kích thước đa giác đáy, và chúng ta có thể áp dụng luôn công thức tính thể tích khối chóp. Thì trong cái phần liên quan đến thể tích khối đa diện thì ở chương 1 thì chúng ta thấy rằng cái công thức của nó rất là đơn giản thôi. Cái công thức thì nó rất là dễ, gần như ai cũng thuộc. Tuy nhiên thì để mà tìm các yếu tố mà để tính được cái thể tích đó mới là cái quan trọng và liên quan rất nhiều đến cái lượng kiến thức của hình học lớp 11. Do đó cái phần hình học kiến thức hình học lớp 11 mà nếu như các bạn mà học không chắc thì sang cái phần lớp 12 gần như là chúng ta sẽ không làm được các bài tập, mặc dù có thể nó rất dễ nhưng chúng ta cũng không làm được. Thế thì trong cái video này thì thầy sẽ làm những cái bài toán từ cơ bản. Đấy, tức là chúng ta bắt đầu từ cơ bản. Sau đó các video sau thầy sẽ cứ nâng dần mức độ lên từ cái cơ bản đến nâng cao. Đấy, chúng ta thấy là mức độ video của thầy sẽ tăng dần lên từ video đầu tiên cho đến video cuối cùng. Đấy, chúng ta cố gắng theo dõi các video của thầy để xem mức độ tăng dần của các bài toán mà thầy đưa ra. Thế hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu các bài tập liên quan đến bài thể tích hình chóp. Cái bài số 1 thì cái bài này cực kỳ dễ, hay nói khác là rất là dễ rồi, không có gì dễ hơn nữa trong cái phần liên quan về thể tích của chóp. Trước tiên thì ta nói qua về cái công thức của hình chóp, tức là tính thể tích của khối chóp ấy, chính xác là tính thể tích của khối chóp. Đấy. Thì V của khối chóp bằng gì? Bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao h. Đấy, chiều cao h. Công thức này gần như là ai cũng thuộc, đúng không? Sau này chúng ta thấy này, cứ cái hình nào mà có đỉnh, đấy, cứ có cái đỉnh đỉnh nhọn ấy, thì nó có 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao. Ví dụ sau hình lón chẳng hạn cũng 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao. Còn diện tích nào mà nó không có cái đỉnh nhọn thì chúng ta bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Ví dụ như là hình hộp, hình năng trụ là diện tích đáy nhân chiều cao, hoặc hình trụ cũng thế, cũng diện tích đáy nhân với chiều cao. Chúng ta chú ý không có hệ số 1/3. Đấy, cách nhớ chúng ta thấy 1/3 là thể hiện là nó cái hình mà có đỉnh nhọn. Đấy, có đỉnh nó nhọn ở trên, đúng không? Còn đáy nó như nào đó thì đấy là cách sau này ta sẽ dễ nhớ hơn. Đấy. Thế thì bài này chúng ta sẽ vẽ hình. Hình thì rất đơn giản thôi, do cái vẽ hình bằng bút này thầy vẽ nó bị trơn nên nó khó vẽ, thầy sẽ sử dụng phần mềm để vẽ cho nhanh và đẹp hơn. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hình một chút. Hình vẽ thì nó không có gì này là khó khăn cả. Chúng ta sẽ vẽ hình. Đây, chúng ta sử dụng phần mềm vẽ hình. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB bằng A, AC bằng 2A, cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA bằng 2A, tính thể tích V của khối chóp SABC. Bài này thì rất dễ rồi, không có gì dễ hơn nữa cả. Vẽ hình chúng ta phân tích thôi. Thế thì đầu tiên ta vẽ chóp SABC. Đây. Đấy. SA vuông góc với đáy. Đây SA đây. Chưa nhỉ? Đứt nét này là đứt. Ok, xong. Người ta điền điểm thôi. A, B, C và đây là S. Đó. Rồi.
Nên là chúng ta đã vẽ xong cái hình, đúng không? SA vuông góc với đáy. Khi ta vẽ cái hình thì SA vuông góc với đáy thì bao giờ SA cũng dự vẽ dựng đứng lên, được chưa nhỉ? Là cách vẽ hình chúng ta vẽ xiên xiên thì nhìn rất là khó. Cho cách vẽ hình rất dễ. Vì vậy H ở đây chính là SA, SA vuông góc với đáy mà. Diện tích đáy thì dễ rồi, chính là diện tích tam giác ABC. Cái bài này gần như là không có gì phải phải khó khăn cả. Vậy thì chúng ta có chiều cao H là bằng SA. Vì SA vuông góc với đáy nên chiều cao chính là chiều cao của hình chóp chính là cạnh SA, được chưa nhỉ? À, chiều cao của hình chóp cạnh SA. Và diện tích đáy là diện tích tam giác ABC thì bằng bao nhiêu? À đây nó lại tam giác vuông tại A, chúng ta chú ý tam giác vuông tại A mà có AB và AC rồi, vậy thì bằng 1 phần 2. Đó, diện tích tam giác vuông mà, tích hai cạnh góc vuông tức là AB nhân với AC, và AB thì bằng A 1 phần 2A nhân với AC là 2A, và chúng ta sẽ bằng gì? Bằng A bình phương. Rồi ok, SA đây nó tròn bao nhiêu đây? SA bằng 2A, cho hết rồi, dọn sẵn ăn hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc ăn thôi đúng không nhỉ? Dọn mâm rồi. Đúng không? V bằng 1 phần 3. À, diện tích đáy nhân với chiều cao H tức là bằng 1 phần 3. À, diện tích tam giác ABC nhân với SA và bằng 1 phần 3 nhân với A bình phương nhân với 2A, đúng không nhỉ? Ok, và chúng ta sẽ bằng 2 phần 3 A mũ 3. Thể tích thì bao giờ cái thằng này phải là mũ 3, đúng không? Đấy, khối mà, ví dụ như đơn vị nó sang A bằng cm thì nó cm khối, hoặc là mét thì là mét khối, đúng không? Thể tích thì nó phải đơn vị là khối, thấy chưa? Là tức là mũ 3. Ok, vậy thì rất dễ, bài 1 gần như là không có gì phải bàn cả. Gọi là bài này là bài mở đầu. Giống như ta thấy là bài mở đầu để chúng ta có hứng khởi, chúng ta làm lại các bài phía sau thôi. Cái bài này là quá cơ bản rồi, không có gì cả. Tuy nhiên thì trong cái chương trình mà chúng ta thi trung học phổ thông ấy, thì có những bài nó rất là dễ, rất là dễ. Đôi khi chúng ta lại quên mất 1 phần 3 hoặc là tính nhầm đến đâu đấy thì cũng rất là nguy hiểm. Rồi, tiếp tục ta sang câu số 2. Bài số 2. À, bài số 2 này người ta cũng cho khối chóp SABC có SA vuông góc với ABC, đúng không? Vẫn thế, hình chắc không có gì thay đổi cả. SA thì bằng A, AB thì bằng A và AC bằng 2A. Tuy nhiên người ta cho góc ABC, góc này, đây, góc này, góc này, người ta cho góc này, đó, góc đó là bằng gì? À, 120 độ. Góc này 120 độ. À, chúng ta thấy đây. Góc này là bằng 120 độ này, 120 độ. Đấy. Thằng AB là cho bằng A đi, A. Thằng SA là bằng A. Đấy. Thằng AC này bằng 2A. Rồi, hiện đây cho nó nhanh, đúng không? Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái gì đây? Chiều cao H lúc này chính là bằng SA rồi, đúng không? Là bằng A, được chưa? Thế bây giờ diện tích đáy, diện tích tam giác ABC tính thế nào đây? Chúng ta diện tích tam giác thì có rất nhiều cái công thức. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy có cái góc xen giữa cái hai cái cạnh mà đã biết AB và AC ấy, là 120. Do đó ta sẽ sử dụng công thức là bằng 1 phần 2 là AB nhân với AC nhân với sin của cái góc A đó, sin của góc BAC. Đấy, sin BAC là tức là bằng bao nhiêu? Bằng 1 phần 2 A nhân với 2A nhân với sin của 120 độ. Sin 120 độ là sin của 2 pi trên 3, là bằng căn 3 trên 2, đúng không? Do đó chúng ta sẽ bằng 2 hết là A bình. Đây, hết rồi đúng không? Đây, căn 3 trên 2. Đó. Vậy dễ rồi, V lúc này chính là bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABC nhân với H, tức là nhân với SA. Hay nói tóm lại là bằng, tính ra bằng
trên 2 trên 3 thành trên chia 6 đúng không nhỉ? Vậy A mũ 3 căn 3 trên 6 rất là dễ đúng không chưa? Bài số 2 cũng không có gì phải bàn cả. Ta sang bài số 3. Đây. Được chưa? Ta xóa cái. À, lúc này chúng ta thấy rằng là người ta cho hình chóp FABCD đánh hình vuông. Thể tích khối chóp có vẻ cũng dễ đúng không? Bây giờ chúng ta vẽ là gì? Chúng ta vẽ cái đây mở cái tab khác đi. Rồi ok, rồi. Vẽ cho nó mới đúng không? Chúng ta vẽ này hình vuông. Đây hình chóp này, chúng ta nhớ này, cái vẽ của cái hình chóp mà có đáy là hình vuông hay hình bình hành hay là hình chữ nhật ấy, thì đương nhiên là đáy lúc nào cũng vẽ là hình bình hành rồi đúng không nhỉ? Để vẽ cái hình nó thoáng hình thì chúng ta sẽ vẽ như cái góc này này, cái góc này, góc này tầm khoảng độ từ 30 đến 45 độ thôi thì chúng ta hình nó sẽ rất là thoáng. Còn nếu chúng ta vẽ cái góc này nó cao lên, ví dụ góc hình 60 độ hoặc thậm chí nhiều hơn thì cái hình nó rất là hẹp, tức là các mặt phẳng nó nhìn rất là hẹp và chúng ta rất là khó biểu diễn, rất là khó biểu diễn cái đường ở trong những cái mặt phẳng đó. Đấy, thì cách chúng ta học chúng ta cần lưu ý như vậy. Đó. Rồi bây giờ SA vuông góc với đáy. Đó, những đường nào là đường nào? Thấy đây. Đường này là 1 2. Đó, ok, nét đứt đúng không? Nét. À, nét liền, ok, xong. Đấy, bây giờ điền điểm thôi, S A B C D rồi. A B C D và đây là S. Xong. Đấy, chúng ta vẽ được hình. Đó, bây giờ S A thì bằng gì? A căn 3. A căn 3 A C, A C. Nối A C. Được chưa? Nét này là đứt. Ok. Rồi. Đó, nó cho SA và cho AC. Đúng không? Hình vuông cho AC thì bây giờ tìm gì? Tìm cạnh của nó thôi, quá dễ rồi, đúng không nhỉ? Thằng này AC thì ở đây chúng ta sẽ có chiều cao H. Bài này dễ quá, các bài này hoàn toàn dễ. H chính là bằng SA rồi. Thì bằng A căn 3, không có gì phải bàn rồi. Đúng không? Diện tích đáy. Diện tích đáy chính là diện tích của hình vuông, chính là bằng gì? À, AB bình phương. Đó, diện tích hình vuông. Thế chúng ta thấy này. AC nó cho người ta cho AC, thì chúng ta sẽ tìm AB đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là nếu như theo làm về mặt tự luận ấy, đây chúng ta đang là giải mà mặt tự luận thì ta có là AB bình cộng với BC bình thì bằng AC bình, hay nói khác là A bình cộng với mình coi như nó bằng A đi đúng không? À xin lỗi, nhầm nhầm chỗ này nhầm một chút, AB AB này bằng gì? BC, do đó là bằng hai lần. Đấy, nhầm chỗ này nhầm. Đấy, để xóa đi. Đấy. Tức là AB thì bằng BC đúng không? Vì hình vuông, do đó hai lần AB bình thì bằng AC bình. Rồi thay vào sẽ có 2AB bình thì bằng gì? A căn 2 tất cả bình, vậy thì là 2A bình. Hay nói tóm lại là AB bằng gì? Bằng A. Vậy thì ta có diện tích đáy ABCD là bằng gì? A bình phương. Và lúc này V chính là bằng 1 phần 3 nhân với SA là A căn 3 và nhân với A bình, hay nói khác là bằng A mũ 3 căn 3 trên 3.
Thế còn nếu như chúng ta mà làm về mặt trắc nghiệm thì chúng ta hiểu rằng là nếu hình vuông cạnh A thì đường chéo lúc nào là A căn 2. Ở đây nó là A căn 2 rồi thì suy ra đương nhiên là AB nó bằng A rồi, đúng không? Đường chéo luôn luôn bằng A căn 2, đường chéo của hình vuông, được chưa nhỉ? Đấy, thì chúng ta làm trắc nghiệm này sẽ những cái phần mà diện tích tính nhanh hoặc là liên quan đến những cái hình đặc biệt bắt buộc ta phải nhớ. Ví dụ chúng ta thấy ví dụ diện tích tam giác đều cạnh A là bằng cái gì? Bằng A bình căn 3 trên 4. Đấy. Hoặc đường cao của gì? Tam giác đều, đường cao của tam giác đều là A căn 3 trên 2. Đường chéo của gì? Hình vuông là bằng A căn 2. Đương nhiên là cạnh là A rồi, đúng không? Ta đang cạnh coi như cái cạnh của nó là A. Được chưa? Đấy, những cái đấy là bắt buộc chúng ta phải nhớ nhớ rất là nhiều liên quan sau này chúng ta làm rất là nhanh, được chưa? Đấy, thì chúng ta mới làm được trắc nghiệm nhanh được chứ 1, 2 giây, 3 giây, 4 giây hoặc là 10 giây, 30 giây mới làm xong được những cái câu mà nó rất là đơn giản. Đấy. Thế nên là chúng ta cần phải nhớ những cái đó, chứ còn nếu như mà chúng ta mà không nhớ cái đấy thì sau này chúng ta làm trắc nghiệm những câu dễ, những câu nhận biết chúng ta thành những câu gì thông hiểu và vận dụng rồi, nó lâu hơn, làm rất là lâu hơn, chúng ta làm cực kỳ nhanh. Chúng ta phải phải làm sao phải nhớ được những cái hình đặc biệt hay những tam giác đặc biệt, tam giác cân, tam giác đều, đó, hình vuông, hình thoi, những cái đấy thì bắt buộc chúng ta phải tự bổ sung kiến thức. Ok, chúng ta xong câu số 3, tiếp tục ta sang câu thứ tư, cái bài thứ tư. Đây. Bài thứ tư rồi. À, đấy là hình thang vuông tại A và B. À, chúng ta lại phải vẽ hình thang. Chỉnh cái hình này xem được không nhỉ? Chắc khả năng ta thử chỉnh cái hình này thôi. SAB vuông tại A và B đây, coi như vuông đây rồi, chúng ta chỉnh một chút thôi. Rồi. Đúng không? Rồi. Chỉnh thằng này lệch lệch đi một tí. Đấy, thế là chúng ta đã được hình thang rồi. Ok. Xong. Đấy. Đúng nhỉ? À, nhìn nó không song song lắm nhưng tưởng tượng nó song song nhé. A vuông tại A và B chuẩn rồi, AB đây rồi. À, đây là vuông đây, hai góc vuông đây, hai góc này nè. Mà nó bảo rằng là hay là bằng 3A thì đúng ra nó hơi bị lệch một chút. Đấy, chỗ này nó phải gì nhỏ một chút xíu nữa nhưng mà thôi, nhỏ nó hẹp mất. Cái này đẩy ra xa. Đấy. Thằng này phải gấp 3 lần thằng này. Theo tỷ lệ thì không đúng lắm đâu. Vì đây là AB là bằng A này, BC cũng bằng A và AD thì bằng 3A, đúng không? Đấy. Biết SA bằng A căn 3. Ôi giời, bài này cũng không có gì khó cả. Tính thể tích khối chóp SBCD. À, SBCD nhá, nhiều bạn lại đi thi là nhìn thế này là làm luôn là SABCD là thôi rồi, lại hỏng rồi, đúng không? À, đôi khi là nó cho một cái đáp án là hình chóp là SABCD, thế ta tính đúng như thế là có đáp án là khoanh vào đấy, thế là mất gì 0,2, thế là mất thủ khoa rồi, đúng không? Đấy. Nhưng ta đọc kỹ đề SBCD tức là đáy nó chỉ có BCD thôi, BCD. Vậy thì bài này chúng ta sẽ có tính diện tích BCD. Đầu tiên thì đương nhiên là SA là H là bằng SA rồi, H là bằng SA rồi, là bằng A căn 3, đúng không? Vì SA vuông góc với đáy, đúng rồi, SA vuông góc với đáy rồi, cho sẵn rồi. Bây giờ tính diện tích tam giác BCD bằng này. Diện tích tam giác BCD thì đương nhiên là bằng cạnh đáy nhân chiều cao rồi, bằng BC bằng 1 phần 2 BC nhân với HD, H của cái cạnh D ấy, từ đỉnh D. Chúng ta thấy này, thế nếu ta vẽ một cái hình hình thang đây, ví dụ đây mình vẽ hình thang đây. Đấy, vẽ bên này. Cái bên này thì nó hơi bị trải phẳng ra nhá. Đấy. Cấp 3 được chưa? Hơi rối một chút. Nhìn nó hơi xấu. Vẽ này. Đây là A B C D. Đây là cái tam giác đây, BCD đây. Cạnh này bằng A này.
Thế thì bây giờ cái chiều cao ấy, có phải là đây không? Đây có phải HD không? Đúng không? HD, D đây chứ, đi đi. Ok, HD. HD thì có phải bằng AB không? Đây bằng A. Đúng không nhỉ? Đó. Thế thì có phải bằng 1 phần 2? BC, BC là cho bằng mấy? BC cho bằng A. Đúng không? HD thì cho bằng gì? HD cho bằng AB, tức là bằng gì? Cũng bằng A luôn. Được chưa? Hay bằng A bình trên 2. Dễ rồi, xong. Đấy, cách thứ nhất nhá. Cách thứ hai, người ta có thể tính cả cái thằng này. Rồi trừ đi, tính cả cái hình thang này. Đúng không? Rồi trừ đi diện tích tam giác ABD. Thế tuy nhiên ấy, cách hai nó sẽ gặp khó khăn nếu như cái bài này thì nó tính được này là bằng 3A này. Đây chỗ này là 3A này. Nhưng có bài nó không cho nó là 3A mà nó cho không cho cái giá trị này thì người ta không thể trừ được cái diện tích này. Đúng không? Mà không thể tính được diện tích hình thang. Thế thì tính theo cái cách cách đầu tiên này thì nó tối ưu nhất. Đúng không? Tối ưu. Ok. Rồi, thế thôi. Thế thì chúng ta sẽ tính V. V thì ngon lành quá rồi. V bằng bao nhiêu? À, V chúng ta sẽ bằng 1 phần mấy? 1 phần 3. Chắc chắn rồi. H chính là A căn 3. Diện tích chính là 1 phần 2. A bình trên 2. Hay nói tóm lại là A mũ 3 căn 3 trên 6. Xong. Đấy, bài số 4. Cũng đơn giản thôi nhỉ? À, chúng ta vẽ hình thì đơn giản. Ok, rồi tiếp tục sang cái bài số 5. Bài số 5 thì đáy nó lại cho là hình thoi à, và góc BAD bằng 60 độ. SA vẫn vuông góc với đáy, được chưa? SA bằng A căn 6 trên 2, tính thể tích khối chóp SABCD. À, tính cả cái thể tích khối chóp SABCD. Đúng không? Đấy. À, thế chúng ta nếu như mình thoi thì ta vẫn vẽ đáy là hình bình hành bình thường đúng không? Nhờ giống như hình vuông hay là hình hình chữ nhật, đáy là hình nhật đều giống nhau hết. Đấy. Thế ta là khôi phục lại cái hình vừa rồi. Đó, đấy, chúng ta vẽ được hình ngay, được chưa? Rất là tiện, đúng không nhỉ? Cái phần vẽ hình thì nếu bạn nào không biết vẽ hình thì thôi không phải học nữa. Không nhờ vẽ hình mà chúng ta không vẽ nổi nữa thì thôi rồi. Ok. Thế thì bây giờ chúng ta đây là SABCD được chưa nhỉ? Nó cho góc BAD là bằng 60 độ với góc này này, góc này. Đó. Góc này bằng 60 độ. 60 độ. Ok. Đấy. Tức là cái tam giác nào? À, cái tam giác đây đó, cái tam giác ABD là tam giác sẽ là tam giác đều đúng không? Đây ta đây 60 độ đây đấy, ok đấy, 60 độ. Được chưa? 60 độ nha. Thì tam giác này là tam giác gì? Là chúng ta sẽ có cái tam giác rồi, ok rồi. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta phải tính đương nhiên SA cho rồi, H nói chung là bài này nó cho H rồi. Đừng bao giờ cũng thế. H bằng SA bằng A căn 6 trên 2. Bài này làm trắc nghiệm thì chắc là chỉ trong vòng độ khoảng phút là các bạn có thể tích được ra ngay đúng không? Đấy. Thế thì cạnh đáy là A. Diện tích đáy này thì có phải bằng 2 lần diện tích của tam giác ABD không? Đúng chưa? ABD mà chính a tam diện tích tam giác ABD là tam giác đều đúng không? Ta có tam giác này, tam giác ABD đều đúng không? Vì có BAD là bằng bao nhiêu? Bằng 60 độ này và AB bằng AD bằng A đấy.
bằng hai lần này, bằng hai mà chúng ta biết là diện tích tam giác đều biết rồi đúng không, là bằng a bình căn 3 trên mấy, trên 4, hay bằng a bình căn 3 trên 2. Thế là xong đúng không nhỉ? Vậy suy ra v thể tích v là bằng 1 phần 3 sh đây đúng không, à xin lỗi, sa đây, sa đây bằng a căn 6 trên 2 nhân với a bình căn 3 trên 2 bằng này. Thằng này căn 6 bằng căn 3 nhân căn 2 về căn 3, 3 về 3 hết này. Còn a mũ 3 căn 2 trên 4. Ok, thế là xong, rất là đơn giản. Được chưa? Quá là dễ. Tiếp tục bài thứ 6. Bài này thì nó cho đáy là hình vuông, à, chúng ta vẫn dùng cái hình này được đúng không? F A B C D, ok, đấy, đáy là hình vuông, rồi cạnh bên S A bằng A căn 2, chỗ này bằng A căn 2, đúng không? S A bằng A căn 2, S A vuông góc với đáy xong rồi, tam giác S B D là tam giác đều, tính thể tích, đấy. Tam giác đều có nghĩa rằng là thằng này, thằng cạnh này này bằng cạnh đây, cạnh đây, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta làm thế nào đây? À, cái thằng SA bằng A căn 2, bài này hơi khó hơn một chút xíu thôi, đúng không? Thế bây giờ chúng ta làm thế nào? Chúng ta cần phải tính diện tích đáy, được chưa? Muốn tính diện tích đáy thì mình phải biết được cạnh, mình không biết ở đây cũng không nhìn thấy cái gì, mình cứ đặt thằng này là x, được chưa nhỉ? Rồi ok, thì chúng ta sẽ đặt, ta sẽ gọi, gọi cái thằng AB bằng x, đương nhiên là x phải lớn hơn không rồi, được không? Vậy cạnh AB bằng x, vậy ta sẽ có này, ở đây SA vuông góc với đáy thì đương nhiên là SA tam giác, cái tam giác S, tam giác SBA, à, vuông tại đâu? Vuông tại A. Đương nhiên vuông tại A thì ta sẽ có này, cái thằng SB bình. SB bình đúng không? Lại bằng gì? SB bình đây. Thì bằng AB bình cộng với SA bình. Rồi. Hay là bằng gì? AB chính là x bình cộng với SA bình tức là 2A bình. Xong. Đúng không? Mặt khác do cái tam giác là gì đây? SBD đều đúng không nhỉ? Thế suy ra là SBD đều, do đó SB bình có bằng BD bình không? Rồi. Đương nhiên là bằng gì? À BD bình rồi, xong nha. Chúng ta sẽ có mà, ta có là BD bình thì lại bằng gì? À, AB bình cộng với AD bình. Hay nói khác, đấy là hình vuông, do nó bằng 2x bình. Vậy từ hai thằng này suy ra ta có là gì? SB đây, x bình. Đúng không? Cộng với 2A bình thì bằng 2x bình. Vậy từ đấy suy ra ta có x bình bằng 2a bình, hay x bằng gì? A căn 2. Được chưa? X bằng a căn 2. Đúng không nhỉ? Đấy, căn 2 2. Rồi đúng rồi, chuẩn rồi, x bằng a căn 2. Ok. X bằng a căn 2 thì ta có diện tích ABCD chính là bằng x bình phương, ở x bình phương đây rồi, đúng không? X bình phương chính là bằng 2 A bình rồi, đúng nhỉ? Xong, suy ra V thôi. V bằng bao nhiêu? 1 phần 3 SA đúng không? SA tức là bằng A căn 2 nhân diện tích đáy, đúng không? Hỏi thể tích của khối chóp SABCD, đúng rồi, bằng 2A bình nữa, và bằng bao nhiêu? 2 phần 3
mũ 3 căn gì? Căn 2. Rồi, xong. Đấy, rất là đơn giản, đúng không? Đấy. Tiếp tục. Ta sang bài thứ 7. Rồi. Ok. Được rồi. Bài số 7. Nó cho yêu cầu là cái gì đây? Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A. Ở đây thì chúng ta vẫn sử dụng cái hình là SABCD được, vì đáy là hình vuông với hình bình hành với hình thoi, ta vẫn đều vẽ giống vậy thôi. SA vuông góc với đáy, SA thì người ta bằng Y. Trên cạnh AD lấy điểm M so cho AM bằng X. Biết rằng X bình cộng với Y bình luôn bằng A bình. Tìm giá trị lớn nhất của khối chóp SABCM. ABCM ta vẽ cái thằng M. Cái này chắc xóa đi được, đúng không? Đó, xóa nó đi. Cái này cũng xóa đi. Ok, lấy điểm M. M đây. Thấy chưa? Rồi, ok. Nối thằng này với thằng này. Đấy, đây là điểm M. Điểm M của chúng ta. Ok, rồi. Đấy. Nó cho AM bằng X, thằng này bằng Y, SA bằng Y đúng không? Đây. Xin nhỉ. Thằng này bằng X đây. Mình XC. Ôi. X. Rồi. Đây là x đây. Đó. Rồi, thằng này là y này. Y. Ok, rồi. Đấy, cạnh là Y đây. Xong. Thế thì bây giờ chúng ta làm nào đây? Tìm giá trị, chắc chắn là phải tìm gì? Cạnh là bằng A. À, cạnh này bằng A đây. Ok, rồi, cạnh đây bằng A. Đó. Thế thì trước tiên là chúng ta sẽ tìm được cái gì? Chúng ta sẽ tính được diện tích đáy, đúng không? Diện tích của ABCM, ABCM. Đây chính là hình thang, đúng chưa nhỉ? Đó, chính là hình thang có đáy lớn là BC và đáy nhỏ là AM và đường cao chính là AB. Đấy, hình thang này hình thang vuông luôn, vuông tại A và B. Vậy ta sẽ chính là bằng 1 phần 2. Đáy lớn đáy nhỏ đem cộng vào nhân chiều cao chia đôi đấy. Nó lấy nửa thế nào cũng ra. Đây là công thức mà tính hình thang học từ năm lớp bao nhiêu nhỉ? Thầy không nhớ rõ là cấp 2 là học hình thang là lớp mấy đâu, 7 lớp 8 thì đã. Đúng không? Thì là bằng 1 phần 2 AB này. AB là chiều cao này. Đáy lớn là bằng BC này. Đáy nhỏ là thằng AM này. Ok. Và bằng 1 phần 2. AB là bằng A rồi. BC là bằng A cộng với AM là bằng XC. Rồi. Đúng không? Ok rồi. Ô thế có rồi, có diện thể tích rồi. Có A. Ở đây chúng ta sẽ có. Rồi V đã. V chính là bằng bao nhiêu? Bằng 1 phần 3 nhân với chiều cao chính SA. SA nhân với ABCM. Ok. Và bằng 1 phần 3 này. SA là Y này. Nhân với 1 phần 2 này. A nhân với A cộng với X. Ok.
Ở đây có cả y cả x thì chúng ta không được rồi đúng không? Chúng ta bắt buộc phải làm sao? Dựa vào cái mà ta có cái gì bằng làm đẹp đáng này. 1 phần 6 a y nhân với x cộng với a rồi. Mà sao? Mà ta có x bình cộng với y bình bằng mấy? Bằng a bình. Từ đây ta rút ra y bằng bao nhiêu? Y đương nhiên dương nên rút ra không có cộng trừ, chỉ có cộng thôi, nó không có trừ, chỉ có cộng thôi, căn bậc 2 của a bình trừ x bình. Đúng không? Khoảng cách mà. Được chưa nhỉ? Đấy. Cái thằng x ấy, điều kiện của x chúng ta thấy điều kiện của x này. Điều kiện của x ấy, x là phải lớn hơn bằng 0 đúng không? À, ừ đúng rồi, mà chạy mà cho nó bằng 0. Và nhỏ hơn bằng gì? Bằng a. Đấy, tức là nó chạy từ A đến đến D. Đó, nếu chạy đến A thì x bằng 0 và chạy đến D thì x bằng A. Được chưa? Đó, thế ta bây giờ ta thay vào. Ta được là V bằng 1 phần 6 A nhân với Y, tức là căn bậc 2 của A bình trừ đi x bình. Nhân với x cộng với A. Ok, đến đây chúng ta thấy V, bây giờ tìm mắc thôi. Tìm mắc của cái thằng này. Mà mắc ở đây chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là ta là dùng tự luận đạo hàm cái thằng này thôi đúng không? Đạo hàm thằng này rất đơn giản thôi, coi như thằng này một cái hàm fx cho x chạy từ 0 đến a thì ta sẽ tìm được mắc. Cách thứ hai là ta dùng máy tính, là nếu dùng máy tính thì ta cho gán a bằng mấy, cho a bằng 1 và ta xem là mấy cái thằng này đều đây a bằng 1 thì các giá trị nó khác nhau rồi đúng không? Thế thì đây ta cứ dùng nhá, nếu như dùng tự luận này thì ta xét luôn cái hàm này. Đấy, nếu về mặt tự luận nhá. Tự luận. Thì ta xét cái hàm fx đây, fx bằng chỉ cần thằng này thôi, xong lúc sau ta nhân với 1 phần 6 a là xong. Đúng không nhỉ? Nó xét cả cũng được, chả sao cả. Được chưa? Xem nó đặt mắc ở đâu đúng không? Cái bài min min mắc mà chúng ta học ở bên 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 phần đại số chương 1 là min mắc chúng ta biết rồi, đúng không nhỉ? Đấy, thì tự luận làm vậy. Thế còn trắc nghiệm thì người ta dùng máy tính và ta cho a bằng mấy? Ta cho a bằng 1. Cho a bằng 1 đi, cứ cho a bằng 1 cho dễ tính. Thế cho a bằng 1 thì ta sẽ làm như sau. Đây, giả sử máy tính đây, thầy sẽ nhập cái hàm máy tính đây. Đó, máy tính nha. Được chưa? Đây, máy tính đây. Máy tính của chúng ta. Ok. Rồi, fx đây. Ta cho a bằng 1, mình nhập luôn cả cái thằng 1 phần 6 này nhá, cho tí đỡ phải chia. 1 phần 6. Được chưa? Rồi a bằng 1 rồi thôi, căn bậc 2 của 1 trừ đi x bình phương. Rồi nhân với x cộng với a tức là x cộng 1. X cộng với a tức là x cộng 1. Ok, rồi. Bấm thôi. Từ đâu? Từ 0 đến a tức là từ 0 đến 1. 0 đến 1 thì một đơn vị là mình cứ lấy 0,1 hay 0,05 cũng được, chả sao cả, đúng không? Rồi ok, tìm mắc thôi, mắc là cái lớn nhất đúng không? Mắc là lớn nhất đây thì tìm giá trị lớn nhất xem là 1,6 là 0,1,6 này, 7 này, đấy, cứ tăng dần đây, đang tăng đây, 9 đây, 2 đây, 2,06, 1 rồi vẫn đang tăng đúng không? Vẫn đang tăng. Chỗ nào không nhỉ? Đúng không nhỉ? 2,1 2,1 0,216. Đây là hình như đây này. 0,215 0,2165 0,2157 đúng rồi, thằng này rồi. Đây, chỗ này tại 0,5. Đó. Đây là 0,216 5 được chưa? Rồi, ta nhớ 0,2165 nhá. Bây giờ ta xem là căn 3 trên căn 3 trên 4. Căn 3 chia 4 bằng bao nhiêu? 0,3 sai rồi, căn 3 trên 8. Căn 3 chia 8. Đây, đây 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 đây. Đúng rồi, ok, vậy đáp án là B, đúng không? Đấy, được chưa? Vậy đáp án là B của chúng ta. Vậy đây này, khoanh của B. Được chưa nào? Đấy, trong trường hợp mà chúng ta mà làm theo tự luận thì ta xét hàm, đúng không?
và nếu bấm máy thì cứ bấm thôi. Đấy. Thế còn căn 3 trên 3 thì chúng ta thấy rằng là cũng chắc không không phải giá trị là căn 3 trên 8 đâu, mà thế căn 3 trên 3 lớn hơn. 3 căn 3 trên 8 gấp 3 lần chắc chắn là khác rồi. Ok chưa? Đấy, vậy thì đây là trong video này thầy giới thiệu tầm 7 câu liên quan, một cái câu liên quan đến giá trị lớn nhất. Thực ra bài này nó không quá khó về mặt hàm đúng không? Thì chúng ta thấy là trong trường hợp này nó rất là dễ. Được chưa nào? Đấy, video của thầy thì đến đây là kết thúc. Đây là video đầu tiên trong cái loạt video về tính thể tích khối chóp, và là cũng là cái dạng đầu tiên trong cái bài toán thứ nhất. À, chúng ta sẽ có bốn cái video liên quan đến bài toán thứ nhất. À, chúng ta sẽ tương tự như vậy, chúng ta sẽ thầy sẽ giới thiệu chúng ta từ những cái bài từ cơ bản à, cho đến nâng cao. Chúng ta hy vọng là các em sẽ theo dõi các video của thầy để chúng ta có lộ trình học đúng theo cái chiều hướng phát triển tư duy. Khi chúng ta cũng học một cái rồi những cái bài vận dụng cao ngay, thì có những cái bài đã bạn đã học rồi thì nó rất là dễ, nhưng bạn mà chưa học thì cũng không phải là nhìn vào chúng ta cũng không chưa chắc đã ok được đó, và thấy nó rất là khó hiểu. Chúng ta sẽ học từ cái đơn giản cho đến phức tạp, đấy là lộ trình của phát triển tư duy. Và chúng ta đừng có học cái gì nó cao siêu quá xong đến lúc cơ bản thì lại sai cũng mất thì rất là phí. Nhớ rằng là những câu vận dụng cao chỉ có khoảng 5 đến 7 cùng lắm 8 câu, hoặc là nhiều 10 câu là cùng, tức là mất khoảng cái vận dụng cao và chỉ tầm trong vòng từ khoảng 10 câu đủ lại. Thế những câu cơ bản mà chúng ta không làm được thì chúng ta có làm được hết vận dụng cao thì cũng thế, cũng phí thôi. Đấy, chúng ta cần phải chắc từ những câu cơ bản, sau đó chúng ta tiến tới câu vận dụng cao. Ok chưa? Rồi, video của thầy đến đây là kết thúc. À, nếu như chúng các em thấy video hay, bổ ích, hãy like, comment, chia sẻ, đăng ký kênh giúp thầy. Cảm ơn các em đã theo dõi video.